Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục chia sẻ về cái chăm cái vườn chuối này cả nhà. Chuối già Nam Mỹ, chuối Modelon đây nha. Đây phân bỏ này nha. Đây phân bỏ. Để chia sẻ cái loại phân bỏ cho mọi người coi. Chuối bỏ nhiều phân lắm nha cả nhà. Để từ từ coi nè. Phân này màu nó hơi cam cam nha. Đấy. Phân bỏ nè. Đóng đóng phân luôn nha. Vườn chuối này cao hơn đầu rồi. Vườn chuối này sát nhà luôn. Bà già bỏ nha mọi người. Đây. Nhà chòi mình ở bên đấy nha. Phân này, để mình đến bao phân cho mọi người xem cái loại phân gì luôn nha. Cậu đang xúc phân ra nha cả nhà. Phân này cái màu của nó cam cam nè nha. Mà nó hơi cam cam, hơi khó dòm thấy một chút. Bỏ vô gốc nè. Bỏ nhiều ở đây này, coi cái mã số luôn. Phân bón này NPK Hà Lan nha cả nhà. 20 10 8 cộng tia E nè. Cả nhà thấy nha. Không tùy theo dùng, tùy theo nơi trong phân nha. Ở đây thì bỏ phân này. Đấy. Bỏ ào 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 vậy đó. Phân bón NPK Hà Lan 20 10 8 cộng TE. À, cậu bỏ khúc dưới hả? Này cắt con chuối nha. Trước khi bỏ phân thì phải cắt con chuối nha cả nhà. Cắt con chuối hết rồi mới bỏ phân nha. Để mọi người thấy nha. Chuối này qua quay lại là nó rõ quá. Nó cũng mau lắm. Chuối vàng còn xanh tốt nha, xanh đen luôn nha mà cũng phải bỏ phân nha. Cái này là mô luôn. Ép một cái cắt lá các con xong mình mới bỏ phân. Bỏ một chút xíu là hết sờ phân à. Đấy, đâu mẹ. Hết sờ phân đó. Mới cái dù mà chưa kịp qua quay nữa bà già bỏ hết sờ phân à. Cái này bao nhiêu ngày bỏ một lần mẹ nhỉ? 10 ngày. 10 ngày nửa tháng thì tùy phải không? Không, có 10 ngày thôi. 10 ngày hả? Ừ, 10 ngày bỏ một lần. Đâu giờ mẹ bỏ tới đâu rồi? Cậu bỏ thuốc bên kia. Cô ném phân. Ném vô cả người đi. Phân nhiều mưa rồi. Ném chỗ con luôn nè, còn cây gần con nè. Phân này cả nhà, phân nằm nè. Chuối này trồng chăm phân lắm. Phân không? Thấy kính đã phân luôn. Mọi người thấy vườn chuối nha. Đây mình quay xéo thôi, quay thẳng cho mọi người coi nè, thẳng thẳng hàng lắm nha, thẳng tắp luôn.
đây cũng vẫn tưới bình thường nha, cũng vẫn những cái bé tưới bình thường thôi. Táo nhỏ, táo lớn hao nước lắm cả nhà. Tại vì chuối này lá nó đã che kín rồi, mình ngày nào cũng tưới giữ ẩm thôi, không cần phải tưới loại bé lớn đâu. Bé nhỏ này là đất nó ướt rồi. Phần nó đã bỏ gần hết một bao rồi. Cậu đang là khui cái bao mới đằng kia nữa. Phần bỏ nó. Cái này mà bỏ phân màu khác nhìn thấy nổi đất luôn. Tại cái phân màu này nó tiệp với đất quá. Để thấy nè. Một xô này cỡ 6-7 kg không mẹ nha. Đó mấy cây đó sao đây bỏ đâu đó. Sao mẹ cả. Con chút con dừa con nâng mấy cái dừa lên. Trời hầm quá trời đó. Tưới tốt xanh đen luôn nha cả nhà. Đấy. Cao quá rồi. Mình chỉ quay đứng trên dốc quay xuống như thì thấy thôi. Chứ trên này hết thấy gì. Mịt mù à. Cao. Đã chia sẻ với mọi người cái cách bỏ phân nha. Rồi cái loại phân sử dụng nha. Chắc kết thúc video đây nha cả nhà. Tiếp tục đi về nhà cũng làm công việc tí á. Chuyển đồ đi. Bao phân để lừa ăn trước. Xa xa ăn trước bao phân nữa. Đấy. Đây, mọi người thích về những cái nông nghiệp trồng trọt như vậy thì có gì thì bình luận giao lưu rồi trao đổi thêm nha cả nhà. Rồi ủng hộ cho một like cũng như là bấm nút đỏ bên dưới cái chỗ chữ đăng ký á. Đăng ký cái kênh để mình đăng lên cho mọi người dễ nhìn thấy nha. Thì cái video nhiều khi mình đăng lên á là mọi người bấm tương tác cái đăng ký vậy nó dễ nhìn thấy hơn. Còn ấy thì ít thấy nha cả nhà. Chắc kết thúc video đây nha mọi người.